Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Tuấn, chàng trai nước Việt của nhà văn Nguyễn Dĩ. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1969. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 18. Cho Tuấn mặc âu phục loại vải rẻ tiền và tiếp tục học thi tú tài Pháp, gọi tắt là Bac Metro. Trò học thêm Anh ngữ trong quyển sách Anh ngữ tự học dạy bằng tiếng Pháp, hơn 30 bài của giáo sư Xavier de Bourges. Học trong 6 tháng, chuyên cần mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ là có thể viết được thông thạo, đọc được, nói được tiếng Anh. Ngoài ra, Tuấn được giới thiệu với hiệu sách Nam Đồng Thư Xã ở góc phố Hàng Bồ, xế rạp chớp bóng Cine Modern. Hiệu sách này là một căn phố hẹp chuyên bán sách quốc ngữ về các loại lịch sử và chính trị. Sách mỏng, bìa mỏng, đủ các màu và bán rất chạy. Tuấn mua nơi đây những cuốn sách được dân chúng, nhất là những thanh niên học sinh và sinh viên hoan nghênh nhất thời bấy giờ. Sách của Nam Đồng Thư Xã được phổ biến sâu rộng về các nhân vật của lịch sử cách mạng Trung Hoa Quốc Dân Đảng, dịch trong các sách tàu xuất bản ở Thượng Hải như Hồng Tú Toàn, Tam Dân Chủ Nghĩa, Tôn Trung Sơn, Trình Dục Tú, Hồng Hiên Đế Chế, Ẩm Băng của Lương Khải Siêu, Mã Chiếm Sơn, Tưởng Giới Thạch, Lịch Sử Hoàng Hoa Cương, vân vân. Nhiều câu thơ tàu dịch ra thơ Việt có tính chất cách mạng được thanh niên An Nam học thuộc lòng, như bốn câu thơ in trên bìa Trình Dục Tú: chàng như mây mùa thu, thiếp như khói trong lò, cao thấp tuy có khác, mộc thả cùng tuyệt vời. Có thể nói rằng thanh niên của thế hệ năm 1927 rất ham đọc những sách của nhà xuất bản Nam Đồng Thư Xã, và hầu hết đều tiêm nhiễm tư tưởng chính trị và cách mạng của Trung Hoa Quốc Dân Đảng. Song song với việc học tiếp tục chương trình tú tài Tây, Tuấn tìm được dồn dập lấy như khao khát thèm thuồng các sách của Nam Đồng Thư Xã Hà Nội chuyên về chính trị và cách mạng do lớp trí thức Đặng Anh viết hoặc dịch ra, đồng thời các sách của Quang Hải Tùng Thư ở Huế và của Nữ Lưu Thơ Quán của Gò Công Nam Kỳ đều được các thanh niên học sinh như Tuấn dùng làm sách để đầu giường. Ba loại sách đều khác hẳn nhau về nội dung cũng như hình thức, nhưng tự trung vẫn đào tạo cho thanh niên một tinh thần cách mạng và bồi dưỡng lòng ái quốc hăng say. Loại sách Nam Đồng Thư Xã của Nhượng Tống phần nhiều là dịch thuật theo các sách cách mạng của Trung Hoa Dân Quốc. Sách Quan Hải Tùng Thư của Đào Duy Anh và Trần Thị Như Mân chuyển dịch hoặc biên soạn sơ lược về đại cương các vấn đề phổ thông về chính trị, kinh tế, lịch sử theo các tác giả Tây Phương. Loại sách này có lợi ích cho sự giáo hóa chánh trị, được các học sinh trung kỳ và bắc kỳ hoan nghênh nhiều hơn. Trái lại, sách của Nữ Lưu Thư Quán ở Gò Công mỗi tháng xuất bản 2 quyển, bìa vàng in chữ đỏ do cô Phan Thị Bạch Dân và một nhóm chủ trương, được bán ở Nam Kỳ chạy hơn ở Trung và Bắc. Đây là loại sách mỏng khuôn khổ một tờ giấy báo gấp thành 32 trang và hoàn toàn sáng tác về những đề tài chính trị và cách mạng. Ngoài ba loại sách kể trên, thanh niên học sinh còn ham đọc các sách báo chính trị như La Gousse en Dauphinois, Pháp Văn do ông Amédée Clémenti xuất bản ở Hà Nội, Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng ở Huế, La Cloche Belli, Pháp Văn của Nguyễn An Ninh ở Sài Gòn. Đó là ba tờ báo nổi danh nhất và được giới thanh niên học sinh có đầu óc và một số sinh viên trường cao đẳng Hà Nội ham thích nhất. Nhưng lần đầu tiên Tuấn bị một thất vọng chua chát trong lúc tuổi trẻ còn những nhận xét trong trắng, ngây thơ. Vốn là độc giả trung thành từ lâu của tờ La Gousse en Dauphinois, từ lúc còn là một cậu học trò lớp đệ tam niên ở College Quy Nhơn, Tuấn bây giờ học ở Hà Nội, tìm đến tòa báo La Gousse en Dauphinois ở số nhà 12 đường Duda de la Cueille, người Việt gọi là phố Hàm Long. Chàng đến đây có hai mục đích: để trả tiền mua tiếp tục một năm báo và để được ý kiến ông chủ nhiệm Amédée Clémenti, mà chàng vẫn tôn kính và khâm phục những bài báo hăng hái đòi độc lập cho nước An Nam và kịch liệt công kích chính sách thuộc địa Pháp ở Đông Dương. Sở mật thám Pháp ở Hà Nội ghét ông ấy lắm. Đáng phục hơn nữa vì ông là người Pháp
mà ông giết bà chửi Pháp và bên Việt người An Nam còn mạnh hơn người An Nam nữa. Tuấn đến nơi cổng số 12 đường Duda de Lacry, thấy cổng nhà cài then, đóng chặt. Nếu không có tấm bảng bắt ngang qua hai trụ ngõ thì Tuấn không thể biết đó là tòa báo. Trên bảng được ghi bằng những nét đậm mấy dòng chữ sau đây: Minh Trị Đông Dương, tờ báo chống bất công và áp bức. Trên trụ cổng bên phải lại còn có đóng chặt một tấm bảng quảng cáo như sau đây: Minh Trị Đông Dương là một tờ báo đối lập vì nó kêu lên Đông Dương vạn tuế. Tuấn bấm chuông điện. Một lúc lâu, một u già đụng đỉnh ra mở cổng. Tuấn vào sân, u già bảo: Muốn gặp ông chủ thì cậu cứ đi lên gác, đi vòng ngã sau có cầu thang. Tuấn hơi lo lo, ai mà chả lo khi tìm đến ý kiến ông chủ nhiệm một tờ báo lớn, lại là tờ báo cách mạng của một ông Tây mà trí thức toàn quốc ai cũng kính phục. Tuấn rón rén bước lên cầu thang, mong đừng có ai nghe tiếng bước chân của chàng. Chàng gõ cửa phòng đang được khép kín, có tiếng đàn bà từ trong nói vọng ra: Mời vào. Tuấn khẽ mở cánh cửa ra, thấy một ông Tây đang nằm hút thuốc phiện, dần một người đàn bà An Nam trẻ đẹp ngồi bên cạnh. Tuấn hết sức ngạc nhiên và bỡ ngỡ chưa biết là ai, nhưng cũng lễ phép cúi đầu chào. Người đàn bà An Nam nhã nhặn đáp lễ rồi hỏi bằng tiếng Pháp, một tiếng Pháp rất lưu loát, giọng nói rất hay, tuy là giọng Bắc. Anh đến có mục đích gì? Tuấn cũng trả lời bằng tiếng Pháp, và từ đây câu chuyện toàn bằng tiếng Pháp giữa ông Tây, người đàn bà An Nam kia và Tuấn. Thưa bà, tôi đến mua tiếp một năm báo. Tuấn móc túi lấy tiền đưa cho bà. À, ra thế. Bà nhận tiền và nói tiếp: Để tôi sẽ viết biên lai ngay bây giờ cho anh. Anh chờ một phút. Ông Tây nằm cạnh bàn đèn thuốc phiện ngó Tuấn. Độc giả trung thành mua báo La Guzando Chinois và trả tiền sòng phẳng như anh thật là hiếm lắm. Có khi chúng tôi gửi liên tiếp 3 lá thư nhắc nhở, họ mới chịu mua bưu phiếu gửi cho chúng tôi. Người đàn bà An Nam tiếp lời: Vì thế nên chồng tôi chán lắm, nhiều khi muốn giải nghệ. Làm báo ở Đông Dương là một nghề rất bạc bẽo. Cũng may là có tôi ở đây để lên dây tinh thần cho nhà tôi. Trong lúc ông chồng Pháp tiếp tục hút á phiền, bà vợ An Nam trẻ đẹp đứng dậy lại bàn ngồi viết. Xong bà trao cho Tuấn một tấm biên lai nhận tiền mua báo 12 tháng với tên ký rất đẹp: Madame Mosier Amédée Clémenti. Bây giờ Tuấn mới biết chắc rằng ông Tây nghiền á phiện đích là Amédée Clémenti. Và người đàn bà An Nam nói tiếng Tây giỏi kia là vợ chính thức của ông. Tuấn rất phục bà vợ nhưng rất thất vọng về ông chồng. Một nhà báo Pháp cự phách, thần tượng cả một thế hệ thanh niên cách mạng An Nam, lại là một dân nghiện thuốc phiện đáng khinh. Từ thuở bé, Tuấn đã ghê tởm những người nghiện thuốc phiện. Nguyên nhân là ở ngay trong lòng của Tuấn có một người chú họ làm nghề buôn quế, thường đi tỉnh này tỉnh nọ, mà Tuấn rất ghét và luôn luôn xa lánh, vì người ấy nghiện thuốc phiện, lại còn đau bệnh tim la. Mỗi lần về quê nghỉ hè, Tuấn đi dạo chơi trong xóm, hễ thấy ông nghiện ấy ở chỗ nào là Tuấn tránh đi chỗ khác. Cho nên Tuấn có thành kiến thật là ngây thơ rằng chỉ hạng người bần tiện, những kẻ ăn chơi đĩ điếm, bọn thất học mới nghiện thuốc phiện. Không ngờ ông chủ nhiệm Auguste Andochinois, một nhà cách mạng Pháp tranh đấu không ngừng cho nền độc lập của Việt Nam, một người mà Tuấn rất kính phục tôn sùng, mỗi khi đọc những bài xã luận đanh thép trên tờ báo Pháp Văn của ông. Người ấy hôm nay chính mắt Tuấn trông thấy lại là một tên nghiện thuốc phiện như người chú đau tim la ở nhà quê. Ôi, Tuấn thất vọng xiết bao. Dĩ nhiên là cảm tình của Tuấn đối với ông Amédée Clémenti bị xúc đi nhiều, và Tuấn cứ thắc mắc về cá nhân của nhà báo cách mạng ấy. Trẻ tuổi và ngây thơ, Tuấn cứ tưởng rằng một người làm cách mạng có những tư tưởng siêu việt tất nhiên là một người hoàn toàn đáng kính, đáng quý, một vĩ nhân siêu quần bạc chúng. Tuy nhiên Tuấn vẫn tiếp tục đọc tờ báo La Gauche Andochinois. Nhờ đó mà Tuấn hấp thụ được rất nhiều tư tưởng mạnh mẽ, trong sạch, cao siêu về chính trị, về cuộc tranh đấu chống bất công và áp bức, chống chủ nghĩa thực dân. Tuấn quý tờ báo đó cho đến nỗi mỗi tuần nhận được nó vào lúc 8 giờ sáng mỗi ngày thứ tư, do người phát thư chà già của nhà bưu điện đưa đến tận nhà, là Tuấn bỏ buổi học nằm nhà đọc nghiền ngẫm cho hết 4 trang báo lớn. Cái đặc điểm của tờ báo La Gauche Andochinois là in trên giấy satin xanh, trong lúc tất cả các tờ báo khác đều in trên giấy trắng.
mỗi năm xuất bản một lần và số nào cũng đăng toàn những bài cách mạng chửi tay kịch liệt, công kích chính sách thực dân Pháp thậm tệ và luôn luôn hăng hái hô hào cho An Nam độc lập. Có một số báo đăng kín cả 8 cục trang nhất một bài dài của ông Amédée Clémenti, nhan đề là Đảng Độc lập An Nam. Trong bài ấy, ông chủ nhiệm kiêm chủ bút người Pháp đưa ra đề nghị thành lập một chính phủ độc lập An Nam với những nhân vật sau đây: Tổng thống Phan Bội Châu, Thủ tướng Huỳnh Thúc Kháng và các bộ trưởng Dương Bá Trạc, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh, Phan Văn Trường, vân vân. Toàn là những nhà cách mạng Việt Nam danh tiếng nhất lúc bấy giờ. Bài báo đó làm xôn xao dư luận các giới trí thức và sinh viên cả Tây lẫn Nam, không những ở Hà Nội mà cả ở Huế và Sài Gòn. Sau đó xảy ra hai vụ khiến báo La Guisan d'Auxinois càng quyết liệt đã kích phủ toàn quyền, phủ thống sứ và ti mật thám Bắc Kỳ. Vụ thứ nhất là đêm thứ Bảy tuần đó, có người lén đến dán trên cổng tòa báo một tờ cảnh cáo của một bọn người vô danh, tự xưng là nhóm người ái quốc, hâm giết Amédée Clémenti. Ông chủ nhiệm báo La Guisan d'Auxinois làm bản kẽm tờ cảnh cáo ấy đăng lên báo và nhất quyết rằng tác giả mạo danh một nhóm người ái quốc không ai khác hơn là viên chánh mật thám Bắc Kỳ với sự đồng lõa của phủ toàn quyền và phủ thống sứ. Vụ thứ hai là một buổi sáng thứ Bảy, ông Amédée Clémenti được tin đêm hôm trước người sếp Thibault, tức là cai ekip thợ sắp chữ của báo La Guisan d'Auxinois, bị mẹ mình dụ dỗ đem đi mất tích. Ông Clémenti loan tin ấy trên báo của ông và cũng quả quyết rằng tên mẹ mình ấy không ai xa lạ hơn là chánh mật thám Bắc Kỳ. Nên nói thêm rằng lúc bấy giờ Hà Nội đang xôn xao về phong trào mẹ mình. Mẹ mình là những người mẹ đàn bà bình dân đi lang thang các phố và dùng một thứ bùa ngải bí mật gì đó làm mê những người đi đường, khiến những người này đi theo họ. Đó là một hình thức bắt cóc bằng bùa ngải. Thường thường người mẹ mình hay bắt người lao động đem bán cho các hội đồn điền cao su và hầm mỏ Pháp để các hội này chở qua tân thế giới dùng làm nhân công rẻ tiền. Nguyên nhân phong trào mẹ mình theo dư luận các giới cách mạng An Nam là người Pháp mộ phu đồn điền khó khăn lắm vì bị đi làm phu đồn điền các đồn điền cao su của Pháp ở Nam Kỳ, không khác nào bị đi đày khổ sai chung thân vậy. Đó chỉ là một luồng dư luận ở Bắc Kỳ. Thỉnh thoảng mẹ mình cũng bắt trẻ con đem đi bán ở nơi xa, nhưng chưa ai nghe mẹ mình bắt đàn bà con gái. Phong trào mẹ mình chỉ sôi nổi một dạo rồi dần dần biến mất vì một số mẹ mình đã bị lính Mã Tà, tức là lính mật thám theo dõi, bắt được quả tang và bị tù. Đặc biệt về vụ anh cai thợ sắp chữ của báo La Guisan d'Auxinois thì dư luận cho rằng anh ta bị lính mật thám bắt rồi phao tin là mẹ mình. Có lẽ anh bị mật thám bắt cóc để điều tra về tờ báo La Guisan d'Auxinois và ông Amédée Clémenti. Nhưng tờ báo này vẫn tiếp tục ra đều đều mỗi tuần, không bị lôi thôi hay thiệt hại gì cả. Tuấn để dành báo La Guisan d'Auxinois trọn bộ không mất một tờ, vẫn để các bạn bè truyền tay nhau xem. Nhưng rồi Tuấn cũng cố đòi lại cho kỳ được để giữ đủ số. Nghỉ hè Tuấn dồn hết mấy chồng báo ấy vào vali đem về quê, giấu kín trong cái rương lớn của gia đình. Rương này mẹ của Tuấn dùng để cất những vật được coi như quý giá: tiền bạc, đồ đồng, đồ vàng, quần áo đắt tiền, vân vân. Tuấn yên chí rằng cất mấy chồng báo La Guisan d'Auxinois cũ trong cái rương rộng lớn và đóng kín này thì chắc chắn không bao giờ mất được, để ngày sau khi Tuấn lớn lên sẽ coi lại và sẽ dùng làm tài liệu lịch sử. 3 năm sau, Tuấn đang học ở Hà Nội, được dây thép trong nhà gửi ra báo tin cha của chàng qua đời. Tuấn vội vàng về quê. Đến nhà thì gặp ngay lúc người ta đang liệm xác cha. Mẹ chàng vô tình đã lấy tất cả chồng báo La Guisan trong rương trên 200 tờ đưa hết cho mấy người dân làng, dùng lót trong quan tài và đệm hai bên để cha chàng được nằm chặt chẽ ấm cúng trong hòm. Trong thay thế, Tuấn không dám phản đối, nhưng trong lúc chàng đau đớn khóc cha, gục đầu trên nắp quan tài, chàng khóc luôn cả 200 tờ báo quý của chàng sẽ bị chôn vùi với cha và sẽ mục nát thành ra đất bụi. Chương 23. Giai đoạn từ năm 1927 đến 1930 gồm các sự kiện: Thế hệ Nguyễn Thái Học, sách báo cách mạng của Việt Nam Quốc dân Đảng, ngày 9 tháng 2 năm 1929, chiều 30 Tết, tiếng súng lục nổ ở đường chợ Hôm, giết chết Tây René Ba Rằng,
Léon Xanh ở tòa báo L'Ami du Peuple Dauphinois. Việt Nam Quốc dân đảng khởi nghĩa. Thế hệ sinh viên và học sinh Việt Nam từ ngày cụ Phan Bội Châu về nước năm 1925 đến ngày khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân đảng năm 1930 có thể gọi là thế hệ Nguyễn Thái học. Mặc dù Tuấn hay còn là một cậu học sinh quê mùa ngây ngô, nhưng chàng đã bắt đầu lớn lên trong thế hệ đó, nên đã chịu rất nhiều ảnh hưởng của các trào lưu ái quốc đang ngấm ngầm xáo trộn các tầng lớp tuổi trẻ, hoặc đã vùng dậy, đã bùng lên trong các lớp đàn anh. Tuy đa số học sinh, sinh viên chăm lo học hành, chỉ cốt thi đậu ra làm việc nhà nước, lánh xa các phong trào cách mạng, hầu hết là bí mật. Nhưng những phần tử thanh niên được tiêm nhiễm tư tưởng ái quốc đã biết kết hợp lại với nhau, mặc dù không tổ chức và thiếu người dẫn dắt. Mạnh nhất và sâu đậm nhất là ảnh hưởng của văn hóa và lịch sử. Hầu hết lớp thanh niên trung học ấy đều nghiền ngẫm say sưa các triết học Pháp của thế kỷ 18. Mà các nhà cách mạng lão thành Việt Nam thường nhắc đi nhắc lại hàng trăm nghìn lần bằng những danh từ phiên âm theo Hán tự như Lư Thoa, Mạnh Đức, Tư Cưu. Thanh niên học sinh cũng ưa học lịch sử cách mạng Pháp từ năm 1789 đến triều đại Napoleon, mà họ say mê những giai thoại hấp dẫn nhất: cuộc đánh ngục Bastille, các cuộc biểu tình của dân chúng Paris, xử tử vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette, các trận chiến thắng vẻ vang của Bonaparte, vân vân. Thanh niên học sinh của thế hệ Nguyễn Thái học còn ham đọc lịch sử cuộc chiến đấu giành độc lập của nhân dân Hoa Kỳ, cũng như tiểu sử của George Washington, lịch sử của cách mạng Trung Hoa 1911 do Tôn Vật Tiên cầm đầu, các tác phẩm của nhà học giả cách mạng Lương Khải Siêu, nhất là quyển Ẩm Băng, lịch sử nước Nhật từ đời vua Minh Trị đến chiến tranh Nhật, Nga năm 1904-1905 và cuộc chiến thắng vẻ vang của người Nhật tại eo biển Tsushima. Ngoài ra, các loại sách mỏng bán với giá bình dân bằng quốc ngữ của Nam Đồng Thư Xã, Hà Nội, của Nữ Lưu Thư Quán, Gò Công, của Quang Hải Tùng Thư, Huế, các báo cách mạng tích cực bằng pháp văn ở Sài Gòn do những thanh niên trí thức cách mạng chủ trương, lừng lẫy tiếng tăm của Vũ Đình Di, của Nguyễn An Ninh, Nguyễn Phan Long, Tạ Thu Thâu, của Bùi Quang Chiêu, chủ tịch đảng lập hiến Đông Dương, và sau nữa là tờ La Gauche Indochinoise của Amédée Clémenti ở Hà Nội, đã tạo ra một không khí sôi nổi trong các giới trí thức thượng lưu và trung lưu, nhất là giới thanh niên trí thức cách mạng ở hai đô thị lớn ở Hà Nội và Sài Gòn, hai thủ đô hành chánh và chánh trị của Đông Dương. Bỗng nhiên giữa không khí náo nhiệt ấy nổ lên một tiếng súng lục, càng làm cho tình hình sao động thêm lên. Tiếng súng nổ chiều ngày 30 Tết, tức là ngày 9 tháng 2 năm 1929, tại Rue de Huế, phố Chợ Hôm, ở ngoại ô Hà Nội, cùng một lúc với vài tràng pháo tất niên lẻ tẻ trong thành phố. Ngày tối hôm đó, trong đêm giao thừa xuân Kỷ Tỵ, Tuấn nghe vài bạn thầm thì cho biết, dư luận đồn rằng hình như kẻ bắn mấy phát súng lục hồi 5 giờ 30 chiều ở phố Chợ Hôm là một thanh niên độ 18-19 tuổi, khá đẹp trai, và nạn nhân đã chết tại chỗ là một người Pháp tên là René Baron, có vợ, người ăn nam, đẹp lắm. Dư luận cho rằng đây chỉ là cuộc án mạng vì tình, và có lẽ vì giành nhau cô mé tây kia mà chàng thanh niên ăn nam bắn chết ông Tây Baron. Chàng thanh niên có lẽ con nhà giàu và vào dân Tây cho nên mới có súng lục. Nhưng Tết xong một tháng sau, lại có dư luận trong giới sinh viên học sinh đồn rằng thủ phạm đã bị mật thám bắt là một học sinh ăn nam của trường trung học Pháp, Lycée Albert Sarrault, đã đổ tú tài một tên là Léon Xanh. Nạn nhân René Baron là chủ sở mộ phu đồn điền, nhà ở phố Chợ Hôm, ngay nơi xảy ra án mạng bằng súng lục. Hắn là một tên thực dân Pháp bị nhiều người ăn nam thù ghét vì hắn chuyên môn bóc lột những dân nghèo ở thôn quê Bắc Kỳ, lừa gạt bắt họ ký giao kèo đi làm các đồn điền tư bản ở tân thế giới bằng một giá tiền rẻ mạt. Sự thực không phải đi tân thế giới mà là Tân Đảo, một đảo lớn của Úc Châu và thuộc địa Pháp. Sau đó vài tháng, Tuấn được biết rõ hơn một tin rất quan trọng. Léon Xanh là con trai cụ Cả Mộc, một bậc nữ lưu trí thức có danh tiếng ở Hà Thành, hội trưởng một hội dưỡng nhi ở phố Sinh Từ, và vụ ám sát René Baron có dính líu với Việt Nam Quốc dân đảng của anh Nguyễn Thái Học. Lúc bấy giờ, giới học sinh Hà Nội có đầu óc cách mạng thường gọi Nguyễn Thái Học bằng anh, vì anh là sinh viên cao đẳng thương mại. Anh đã 27 tuổi,
Việt Nam Quốc dân đảng hay còn là một đảng bí mật. Leon Xanh bị giam mấy tháng rồi được trả tự do vì không có một bằng chứng cụ thể nào tỏ rằng anh là thủ phạm. Sau đó anh ta vào làm ký giả ở một nhật báo Pháp của ông Tây Michel. Mặc dầu Leon Xanh được sở mật thám trả tự do, vụ Leon Xanh vẫn tiếp tục gây xúc động mãnh liệt trong giới sinh viên học sinh. Tuấn có đến tòa báo La Mi du Pháp Lang d'Occinois để hỏi thăm Leon Xanh. Tuấn muốn biết mặt người thanh niên ấy và hỏi về các chi tiết trong vụ anh ta bị bắt, bị giam như thế nào, nhưng Tuấn không gặp anh ta. Không khí Hà Nội sau vụ ám sát Ba Rừng rất là nghẹt thở. Bộ mặt của thành phố ban ngày vẫn hoạt động như thường lệ, nhưng ban đêm có vẻ lặng lẽ, bí mật. Suốt cả năm 1929, dân Hà Nội đã có cảm giác rằng có một biến cố gì trầm trọng sắp sửa xảy ra. Đồng thời chính phủ thuộc địa Đông Dương gồm năm xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Ai Lao, Cao Miên bị các báo Pháp ngữ của các thanh niên cách mạng Sài Gòn tấn công và đả kích hăng hơn lúc nào hết. Hà Nội thì lặng lẽ. Báo chí An Nam ở Hà Nội không sôi động như Sài Gòn, nhưng có những hăm dọa ngấm ngầm và trầm trọng, nguy hiểm hơn đối với chính quyền thuộc địa. Cái Tết năm Canh Ngọ 1930 vẫn tưng bừng vui vẻ trên khắp lãnh thổ Việt Nam như mọi năm. Phong trào cách mạng sôi nổi do vụ án cụ Phan Bội Châu tại Hà Nội, các cuộc diễn thuyết của cụ Phan Chu Trinh ở Sài Gòn và sau đó cái chết và đám tang của cụ chỉ còn lại một dư luận yếu ớt trong lòng người dân nước Việt. Tuy vài ba tờ báo cách mạng ở Sài Gòn vẫn tiếp tục tung ra những luận điệu hăng say, gây hấn đối với chính quyền Pháp ở Đông Dương, nhưng thật ra chỉ có ảnh hưởng phần nào trong một vài giới trí thức trung lưu và vài giới học sinh trung học mà thôi. Còn đại đa số đồng bào từ Bắc chí Nam đều thờ ơ, hưởng thụ cảnh thanh bình mà bề ngoài vẫn có vẻ quốc thái dân an. Không khí chính trị đã trở lại hầu như êm dịu. Ngay ở Hà Nội, dân chúng ăn Tết năm Canh Ngọ với đủ những nghi lễ và tập tục cổ truyền, hân hoan ấm cúng, hỷ lạc trong những tràng pháo rộn rã khắp mấy ngày xuân. Phần đông có thể nói là gần hết học sinh ở các tỉnh Bắc Kỳ cũng như ở Trung Kỳ và Nam Kỳ ra trọ học ở Hà Nội đều theo lệ thường trở về ăn Tết ở quê nhà. Đáng lẽ Tuấn cũng đã về miền Trung, nhưng đặc biệt năm nay Tuấn và một ít bạn sinh viên đồng chí ở lại ăn Tết ở Hà Thành. Nhóm học sinh này không phải cố tình ở lại để hưởng cái hương vị mấy ngày xuân của đất Bắc, nhưng vì họ đã biết tin bí mật sắp có đại sự ở toàn lãnh thổ Bắc Kỳ trong dịp Tết Canh Ngọ. Cho nên lòng Tuấn nôn nao cùng với các bạn chờ đón những tin ghê gớm trong mấy ngày tân niên ở Hà Nội. Đã có liên lạc với anh Hồ Văn Mịch, sinh viên cao đẳng thương mại, bạn thân của anh Nguyễn Thái Học và cũng là đảng viên Việt Nam Quốc dân đảng, phụ trách về tuyên truyền và thanh niên học sinh. Nhóm học sinh cách mạng của Tuấn thưởng xuân trong một không khí hồi hộp chờ đợi. Tuấn năm ấy mới 18 tuổi và các đứa bạn bí mật của Tuấn cũng chưa ai quá 20. Lần đầu tiên tham gia vào vài ba việc mạo hiểm ghê sợ. Tuy không quan trọng, nhóm học sinh này nói đúng ra chỉ có hăng say với lý tưởng cách mạng mà thôi, chứ chưa có một chút kinh nghiệm nào cả và cũng chưa được huấn luyện đầy đủ trong vai trò đảng viên hội kín. Phần nhiều những gì Tuấn biết với nhóm bạn ấy đều là những tin không chắc chắn và sự kiện xảy ra sau đó thường không đúng với sự chờ mong trong hồi hộp lo âu. Chiều 30 tháng Chạp, có tin đúng ngày mồng 1 Tết sẽ có cuộc khởi nghĩa ngay ở thành phố Hà Nội, nhưng rốt cuộc không có gì cả. Có điều Tuấn và mấy người bạn ở trên căn gác trọ đường General Biso để ý thấy lần đầu tiên vài tốp lính Tây cưỡi ngựa đi tuần phòng các phố cửa đông, Biso Hungry, Hàng Gia, Hàng Cót, vân vân. Nhưng đêm giao thừa chỉ có tiếng pháo nổ khắp nơi, Tuấn lạnh người tưởng như tiếng súng. Sáng mồng 1, thành phố vắng cho đến 9 giờ mới thấy lác đác những nhóm người y phục ngày Tết, nét mặt tươi cười hoặc trịnh trọng đi chúc mừng năm mới các nhà thân thuộc. Tuấn không thấy lính Tây cưỡi ngựa đi tuần phòng các phố nữa. Thế rồi ba ngày Tết trôi qua, chỉ còn lại những xác pháo ngập vỉa hè. Bỗng đùng một cái, như tiếng sét đánh, sáng ngày 11 tháng Giêng, tin truyền khắp Hà Nội rằng lúc khuya, đêm 9 tháng 2 1930, quân của Việt Nam Quốc dân đảng đã đánh Yên Bái, Phú Thọ, Lâm Thao, cùng khởi nghĩa đêm ấy. Người chỉ huy là anh Nguyễn Khắc Nhu, lại có tin là anh Phó Đức Chính. Tuấn chạy đến người bạn học cao đẳng y khoa ở căn lầu 77 đường Marisan Betan gần bờ sông. Anh này mỉm cười kéo Tuấn nằm xuống chiếc chiếu trên gác. Đôi bạn trẻ đồng chí nói thì thầm cả buổi sáng. Thành phố Hà Nội hình như vẫn rộn rịp theo nhịp sống hàng ngày. Tổng quát không có gì thay đổi,
nhưng lính Tây và lính Tập đi tuần phòng đông hơn mọi khi. Từ ngày ấy bộ mặt Hà Nội đã khác thường. Đầu đầu dân chúng cũng xăm xì bàn tán về vụ khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân đảng. Quân của Việt Nam Quốc dân đảng tiếp tục đánh nhiều nơi. Cuộc tổng khởi nghĩa đã nổ bùng ở từng khu. Nguyễn Khắc Nhu đánh Yên Bái, Lâm Thao. Nguyễn Thái Học đánh Bắc Ninh, Đập Cầu, Hải Dương. Vũ Văn Giản tức Vũ Hồng Khanh đánh Kiến An. Nhiều nơi khác như Hưng Hóa, Sơn Tây cũng đã nổ súng. Dân chúng lúc bấy giờ không dám gọi công khai là khởi nghĩa mà gọi là nổi loạn. Tuy cuộc giấy binh của Việt Nam Quốc dân đảng đã nổ bùng ra khắp các Bắc Kỳ, các báo Hà Nội vẫn đăng tin sơ sài của phủ toàn quyền Pháp gọi là đảng kín nổi loạn một vài nơi. Dân chúng đọc báo bàn tán thì thầm, không dám có một phản ứng công khai nào cả. Trong các gia đình, câu chuyện Việt Nam Quốc dân đảng nổi loạn và các tin đồn, phần nhiều là bất lợi cho cách mạng, đều được bảo khẽ lẫn nhau và chỉ trong vòng thân mật mà thôi. Những biện pháp đề phòng của quân Pháp bắt đầu thật là ráo riết, dân chúng bàng hoàng kinh hãi. Sau đó có nhiều tin truyền khẩu rằng cuộc khởi nghĩa thất bại vì một đảng viên là Đội Dương Phạm Thành Dương phản bội, đã tố cáo cho sở mật thám Pháp biết trước tất cả chương trình khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân đảng. Dân chúng lại nghe đồn rằng sở dĩ có cuộc thất bại là vì lệnh của Trung ương đảng bộ truyền ra không được tuân theo nhất trí về ngày giờ. Chỗ thì muốn đánh trước, chỗ thì đánh sau. Quyết định lần đầu tiên là khởi binh ngày mồng 1 Tết An Nam, tức 30 tháng 2 năm 1930, và do Vũ Văn Giản gọi là Giáo Giản, tức Vũ Hồng Khanh phát động ở Kiến An, nhưng bị mật thám biết, nên đảng dời ngày 12 tháng Giêng, tức ngày 10 tháng 2 Tây 1930. Nhưng Nguyễn Khắc Nhu không chịu ngày ấy và đã tự động khởi nghĩa trước một ngày, tức là ngày 9 tháng 2 1930. Anh hạ lệnh giết hết các sĩ quan Pháp hồi 1 giờ đêm hôm ấy, nhưng rồi anh bị đạn và chết vài giờ sau. Hà Nội khởi cuộc tấn công sau Yên Bái và Lâm Thao, nhưng đã làm cho nhiều đảng viên thất vọng, vì thực ra cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội không được chuẩn bị sẵn sàng. Thành phố vẫn hoạt động yên tĩnh như không có gì. Có thể nói là cuộc cách mạng đã bị chết ngay trong trứng tại thủ đô Bắc Kỳ. Trái lại, ở huyện Vĩnh Bảo, nghĩa quân của Việt Nam Quốc dân đảng đã đánh lớn và gây được tiếng rộng, cũng như ở Yên Bái. Tuy rằng cuộc khởi nghĩa trễ hơn 5 hôm sau Yên Bái, tức ngày 14 tháng 2 1930. Bấy giờ dân Hà Nội mới thật là xôn xao. Cái tên của Nguyễn Thái Học mới bắt đầu được nói đến ở khắp nơi, khắp các tầng lớp đồng bào, với một lòng chiêm ngưỡng sâu xa như một vị anh hùng của lịch sử. Nhưng 8 giờ sáng ngày 20 tháng 2 1930, có tin đồn Nguyễn Thái Học và ông Sư Trạch, một đồng chí, vừa bị bắt ở trên đường Cổ Dịch, gần đồn Chi Ngãi, tỉnh Hải Dương. Nghe tin ấy, Tuấn và nhóm sinh viên học sinh hội kín nhau nhau lo sợ và đau khổ vô cùng. Giả vờ nóng lạnh, Tuấn nằm trên lầu đường General Bisso, trùm chăn kín mít, âm thầm khóc một mình. Tuấn thấy cả một sự đổ vỡ kinh hoàng, với cảm giác gần như lịch sử Việt Nam bị đứt đoạn nơi đây, không còn kế tiếp nữa. Trưa, một đứa bạn đồng chí của Tuấn hớt hơ hớt hải đến hỏi thăm Tuấn. Anh ốm hả? Ừ. Tụi mình nên đi ẩn núp một dạo ở nhà chị Hồng trên Bưởi. Anh đi trước đi, chiều tôi mới đi được. Trưa Tuấn chỉ giả vờ nóng lạnh, không ngờ đến chiều sau khi người bạn đi rồi, Tuấn bị nóng lạnh thiệt. Cơn sốt rét hành hạ cậu học sinh 18 tuổi lên gần 40 độ. Tuấn nằm run cầm cập, mê man bất tỉnh. Một người bạn cùng ở gác trọ nghe Tuấn trong cơn mê hoảng nói lảm nhảm những câu dễ sợ. Anh Học bị bắt rồi. Ai cũng bị bắt hết. Hết rồi. Chắc tay nó giết. 8 giờ tối, có người bạn đến lôi cậu Tuấn ra ngồi xe xích lô đạp lên đường Quang Thánh để đón tàu điện đi Bưởi. Nhưng Tuấn muốn đi một vòng trong thành phố để xem tình hình, mặc dầu còn nóng liên miên và chỉ sức dầu khuynh dịp. Đường phố vắng teo, tuy không có giới nghiêm, không có lính canh gác, hình như thiên hạ bảo thầm nhau ở nhà, ít ai dám ra đường. Duy có phố Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Bông dập quanh bờ hồ, phía cầu gỗ và đền Ngọc Sơn là có người qua lại, dạo mát hoặc buôn bán, nhưng không rộn rịp như thường lệ. Trái lại có vẻ trầm lặng, bí mật, nặng nề, như có một hiểm họa gì bay lượn trong không khí. Đồng bào trong thành phố đều có bộ mặt sợ sệt. Nhưng có điều thật lạ là chỉ có lính Mã Tà, lính kính của sở mật thám là đi rảo khắp nơi đông đảo và lẫn lộn trong đám quần chúng, chứ tuyệt nhiên không thấy có biện pháp quân sự nào cả. Nghe nói toàn thể binh sĩ bị cấm trại, thế thôi. Khuya vào khoảng 1 giờ, có một chiếc xe tăng cũ kỹ kiểu 1918 đi rầm rầm chậm chậm qua các đường phố cửa đông,
Bistro, Hàng Cót, Nhà Hỏa, Boulevard Cano, rồi trở về thành cửa Bắc. Ngoài ra khắp nơi đều yên tĩnh. Ở phố Huế, chợ hôm cũng vắng người. Tuấn đi thui thủi một mình khắp các phố phường Hà Nội. Tuy trong người chàng hãy còn sốt, chàng dòm ngó chung quanh. Dưới ánh các trụ đèn điện, chỉ có bóng cây, bóng lá rung rinh trong gió buốt. Trời đầu xuân nhưng còn bao phủ mây đen. Sương mù buông rủ trên thành phố, một màn tan tẻ lạnh. Rét thấu xương nhưng may lạ, Tuấn không bị thương hàn. Chàng chỉ nghe mạch máu chảy phừng phừng hai bên màn tan, tai kêu ù ù, môi khô, tay chân bụng rủng. Chàng vừa bước thông thả trở về gác trọ, vừa khóc âm thầm, nước mắt chảy ròng ròng trên đôi má lạnh. Chàng nhớ lại hình dáng gầy còm của anh Hồ Văn Mịch bị bắt trong lúc mang bệnh ho lao, nằm nhà thương Phủ Doãn, đã chết trong một đêm rét mướt. Chàng nhớ đến cái tin sét đánh về anh Nguyễn Thái Học đã bị bắt ở Hải Dương và anh Viên bị bắt trên gác trọ Gia Lâm. Tuấn gần như tuyệt vọng. Tuấn nghe nhiều chuyện đồn đãi về đời sống của cặp tình nhân Nguyễn Thái Học và Nguyễn Thị Giang. Có một câu chuyện mà Tuấn nghe vài đồng chí trong hội kín kể lại. Muốn biết chắc là đúng với sự thật hay không thì chỉ có hỏi anh Nguyễn Thái Học hoặc chị Giang, nhưng không làm sao gặp được hai người ấy. Dù sao giai đoạn sau đây cũng là truyền khẩu rất rộng rãi trong đám thanh niên sinh viên Hà Nội vào khoảng 1930-1932. Cô Nguyễn Thị Giang, nữ sinh mới 18 tuổi lúc bắt đầu quen biết Nguyễn Thái Học, sinh viên trường Cao đẳng Thương mại và đã là đảng trưởng Việt Nam Quốc dân đảng, còn ở trong thời kỳ bí mật tổ chức và tuyên truyền. Giang yêu học, mặc dù chàng đã có vợ để ở quê nhà. Giang yêu học chính vì lý tưởng cách mạng, cho nên sau khi được chàng chấp thuận vào đảng, Giang quyết chí hy sinh đời nàng cho hai mối tình thiêng liêng, tổ quốc và người yêu. Một hôm hai người họp kín, chàng bảo nàng: "Đảng chúng ta cần có sự tham gia của binh lính để sau này tính việc khởi nghĩa mới thành công. Nếu anh truyền lệnh cho em phải làm thế nào để quyến rũ được một viên quản hoặc một viên đội nhất, đội nhì có nhiều uy tín nhất trong đám lính khối xanh Yên Bái để họ gia nhập vào đảng ta, và họ sẽ lôi kéo toàn thể hoặc đại đội số binh sĩ gia nhập vào đảng, thì em sẽ thi hành được nhiệm vụ ấy không?" Nguyễn Thị Giang không do dự trả lời: "Anh là đảng trưởng, anh ra lệnh là em xin tuân theo ngay." Nguyễn Thái Học nghiêm nghị nét mặt bảo: "Thế thì anh lấy tư cách đảng trưởng giao phó cho em công tác sau đây, bất cứ bằng cách nào, dù phải hy sinh cả tính mệnh, cả thể xác, để quyến rũ được đồn lính khố xanh Yên Bái gia nhập vào đảng ta. Anh kỳ hẹn cho em là một thời gian 3 tháng để thành công nhiệm vụ quan trọng ấy. Suốt thời gian công tác, em không được liên lạc với anh bất cứ ở nơi nào." Cô nữ sinh Nguyễn Thị Giang mỉm cười nhưng cương quyết: "Em xin tuân lệnh." Bây giờ là mùa đông, ở Yên Bái cũng như ở Hà Nội và các tỉnh ở miền Bắc, mùa đông trời rét lắm, và ban đêm thường có các chị hàng rong bán mía lùi. Một loại mía được chặt ra từng khúc dài độ 2 gang tay và lùi trong than lửa. Hoặc cũng có kẻ bán mía luộc. Hai món quà mía ấy ăn vừa ngọt vừa ấm miệng, cho nên người lớn trẻ con đều thích. Mỗi khúc mía luộc hay mía lùi chỉ bán 1 xu. Cô nữ sinh Nguyễn Thị Giang bắt đầu bỏ học để làm nghề bán rong ban đêm với một gánh hàng đặc biệt. Một bên là một thùng thiết đựng đầy mía luộc đặt trên một chiếc lò than cháy âm ỉ, vừa đủ giữ nhiệt độ cho nước nấu mía đừng sôi quá. Một bên là một nồi than đỏ hực để cô hàng lùi những khúc mía tươi. Mỗi khi có người mua, cô lùi khúc mía vào than hồng, trở qua trở lại khúc mía độ 5 lần là mía chín. Cô trao mía cho khách hàng và lấy 1 xu bỏ vào một hộp bích quy cũ, các tiền của cô. Cô Giang chuyên môn ngồi bán hàng nơi một gốc cây cao cách cổng đồn lính khố xanh dài 30 thước. Cứ 7 giờ tối là đã có cô ngồi đấy với gánh mía đặc biệt của cô. Hình như cô có bỏ một nắm hoa bưởi trong thùng nước mía, cho nên mía luộc của cô vừa ngọt vừa nóng lại vừa thơm. Toàn thể sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ đồn lính khố xanh Yên Bái đều ăn mía và mía luộc của cô Giang. Nhiều người đã nghiện. Trong số đó có một thầy đội nhất đã hoàn toàn say mê hương vị của cô Giang, và chắc chắn đã say mê cả cô Giang, vì gian sắc của cô hàng mía hơn cả các thiếu nữ ở tỉnh này không ai so sánh kịp. Dần dà những lóng mía thơm, những lóng mía ngọt, cho đến hết thảy mọi người, với một nụ cười duyên dáng, với một ánh mắt ấm áp vương vấn sầu mơ, cô bắt đầu tuyên truyền khéo léo, kín đáo những tư tưởng cách mạng cho mọi người, đặc biệt là thầy đội nhất được cô huấn luyện ráo riết hơn cả,
và không quá một tháng, thầy đội đã trở thành một đồng chí hăng say nhất của cô trong số các binh sĩ khố xanh. Dần dần, cô Hàng Mía đã lôi kéo được toàn thể đồn lính vào Việt Nam Quốc Dân Đảng. 3 tháng sau, đúng kỳ hạn đã chỉ định của đảng trưởng Nguyễn Thái Học và là người yêu của cô, nữ sinh Nguyễn Thị Giang giới thiệu với thành viên đội nhất. Thưa anh, đây là một đồng chí mới của chúng ta, đại diện một số lớn đồng chí gồm 350 người của đồn lính khố xanh Yên Bái. Chương 24, giai đoạn năm 1930 gồm các sự kiện. Sau cuộc khởi nghĩa thất bại của Nguyễn Thái Học, tinh thần dân chúng Hà Nội. Đoạn đầu đài Yên Bái. Nguyễn Thị Giang. Dư luận báo chí ở Huế và Sài Gòn, Hà Nội. Cuộc âm mưu của im lặng. Sau cuộc khởi nghĩa thất bại của Việt Nam Quốc Dân Đảng ở vài 3 tỉnh Bắc Kỳ, dân chúng Hà Nội lo sợ khi biết tin viên toàn quyền René Robin cho lệnh 2 chiếc phi cơ Moran Bay đi thả bom xuống làng Cổ Am, chẳng còn một nóc nhà, một gia đình đang ăn dỗ có đông người làng đến dự. Nghe tiếng phi cơ bay ra trên các mái nhà tranh, tò mò chạy ra sân ngước cổ lên trời xem. Hai viên phi công tưởng đó là loạn quân đang tụ họp, liền thả bom và bắn súng liên thanh, giết chết không còn một mạng. Đây là một cuộc tàn sát đầu tiên bằng máy bay, mặc dù lúc bấy giờ quân đội Pháp ở Đông Dương chỉ có vài chiếc máy bay cũ kỹ kiểu năm 1918 mà thôi. Nạn nhân không phải là quân phiến loạn, mà là những nông dân vô tội, có cả ông già, đàn bà, trẻ nít. Từ quân phiến loạn được tác giả để trong ngoặc kép. Tàn quân Việt Nam Quốc Dân Đảng đã chạy trốn vào rừng núi, tìm đường sang tàu, về ngã Lào Cai, Lạng Sơn. Các báo Hà Nội đăng tin nhưng không dám phê bình vụ tàn sát dã man kinh khủng trên kia, trừ một tờ báo La Gauche Indochinoise là có viết bài mạt sát viên toàn quyền René Robin thậm tệ. Vài tờ báo cách mạng ở Sài Gòn cũng nổi lên đã kích kịch liệt vụ tàn sát làng Cổ Am bằng phi cơ. Sau vụ này, Tuấn được nghe truyền tụng trong khắp các phố phường Hà Nội một bài sấm mà người ta cho là rất linh ứng của trạng trình. Tuấn chép lại bài sấm để học thuộc lòng. Kìa kìa gió thổi lá rung cây, rung bắc rung nam rung tới tây, tan tác kiến kiều an đất nước, xác sơ cổ thụ sạch am mây, lâm giang nổi sóng mù thao cát, hưng địa tràn dân hóa nước đầy, một ngựa một yên ai sùng bái, nhắn con nhà Vĩnh bảo cho hay. Theo các cụ đồ nho giảng dạy thì trong bài sấm này, trạng trình ám chỉ rõ ràng cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Kiến An, Lâm Thao, Hưng Hóa, Yên Bái và cuộc dội bom xuống làng Cổ Am. Hai chữ Vĩnh Bảo là nói về Hoàng Gia Mô, cháu nội của Hoàng Cao Khải, làm tri huyện ở Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương, bị quân Việt Nam Quốc Dân Đảng giết. Tuấn nhận thấy câu thơ thứ 7 bị chữ thứ 6 thất niêm, đáng lẽ phải là một chữ vần trắc theo luật đường thi, nhưng các cụ cho rằng đây là một lời sấm không cần phải niêm luật. Trừ một nhận xét nho nhỏ ấy về kỹ thuật thơ đường, Tuấn cũng như toàn thể sinh viên học sinh, giáo sư và các tầng lớp dân chúng Bắc Kỳ, cả Trung và Nam Kỳ đều thán phục bài sấm thần kỳ linh nghiệm của một bậc đại thánh Việt Nam. Ở Sài Gòn, tờ báo đầu tiên dám đăng bài sấm của trạng trình và giảng nghĩa rõ ràng là Tuần Báo Phụ Nữ Tân Văn của bà Nguyễn Đức Nhuận, mà chủ bút là ông Phan Khôi. Vụ khởi nghĩa Việt Nam Quốc Dân Đảng bị đưa ra xử tại hội đồng đề hình ở tòa án Hà Nội. Dân chúng không được vào xem, lính canh gác cẩn mật chung quanh nhà hỏa lò. Danh từ thông dụng chỉ nhà lao Hà Nội và tòa án trên đại lộ Cario. Phải nói đúng sự thật rằng, trừ các giới cách mạng nằm trong bí mật là đặc biệt theo dõi vụ án này, còn ngoài ra, công chúng cả thượng lưu hạ lưu cho đến các giới đồng bào bình dân, lao công đều gần như lơ là, không xôn xao xúc động. Lý do có lẽ một là vì Việt Nam Quốc Dân Đảng chỉ hoạt động thầm lén trong một phạm vi quá nhỏ hẹp, quảng đại quần chúng chưa biết tới. Hai là cuộc khởi nghĩa bùng ra quá sớm, chưa được chuẩn bị đầy đủ các yếu tố tuyên truyền và tâm lý để sách động quần chúng. Cho nên cái tình Việt Nam Quốc Dân Đảng nổi dậy đánh Yên Bái, Kiến An, Lâm Thao hầu như không có ảnh hưởng sâu rộng ở Hà Nội, là nơi trú đóng Trung ương Đảng bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng, mà lại là nơi tương đối yên tĩnh nhất. Các tỉnh khác như Nam Định, Hải Phòng, Thái Bình, Phủ Lý, Hà Đông, Sơn Tây, Vĩnh Yên và các tỉnh ở Thượng Du Bắc Kỳ hầu như hoàn toàn yên ổn, không mấy ai biết tới.
Mặt khác, Sở Mật Thám Đông Dương tìm cách không cho tiếng vang của cuộc khởi nghĩa lan rộng ra. Các báo ở Hà Nội đều hầu hết tuân theo mệnh lệnh của Mật Thám Đông Dương và của Phủ Thống Sứ Bắc Kỳ. Trên các tờ Hà Thành Ngọa Báo, Đông Báo, Trung Bắc Tân Văn, Thực Nghiệp Dân Báo, người ta chỉ đọc được những cái tin vắn tắt đúng hai cột hoặc một cột mà không có hình ảnh. Ngay tờ Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng ở Huế cũng không khai thác biến cố cực kỳ quan trọng ấy. Những gì Tuấn biết được về vụ khởi nghĩa đều do tin tức truyền miệng của nhóm sinh viên học sinh của đảng, một nhóm thiểu số mà sự tuyên truyền cách mạng thường gặp phải sự lãnh đạm sợ sệt, rất đáng chán nản của giới sinh viên học sinh, chỉ chăm lo học hành thi cử. Tin anh Nguyễn Thái Học, đảng trưởng và 12 đồng chí ở các cấp lãnh đạo bị tòa xử trảm là một tiếng sét đánh vào tai những cậu học sinh và sinh viên của đảng. Tuy ai cũng đoán trước được cái định mệnh kinh hoàng đau đớn ấy. Lúc đầu nghe nói sẽ xử bắn trong sân nhà hỏa lò, nhưng ngay hôm sau đã có tin 13 nhà cách mạng Quốc Dân Đảng sẽ bị lên đoạn đầu đài ở Yên Bái. Làm sao đi xem được? Tuấn và mấy bạn học sinh sinh viên đồng chí đều thiết tha mong muốn được chứng kiến cảnh tượng bi hùng duy nhất ấy, được chính mắt đọc trang lịch sử Việt Nam vẻ vang ấy. Nhưng làm thế nào? Một tin bí mật và chắc chắn cho Tuấn biết rằng ngày hành quyết 13 vị liệt sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng sẽ là ngày 17 tháng 6 năm 1930 tại Yên Bái. Phải nói rõ rằng nhóm học sinh Việt Nam Quốc Dân Đảng đã được tổ chức riêng biệt thành một lực lượng trừ bị theo chiến thuật của anh Hồ Văn Mịch, vì hình như Trung ương Đảng Bộ còn ngại sự trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm của lớp thanh niên làm cách mạng tập sự và không trao cho lớp này những công tác bí mật quan trọng. Học sinh của đảng chỉ biết nhau bằng bí danh và tổ chức chưa được chặt chẽ, chưa có hệ thống, và thật sự chỉ mới bắt đầu hoạt động hăng hái thì đảng đã bị tan dở do cuộc khởi nghĩa đột ngột ở Yên Bái. Hồ Văn Mịch là linh hồn của tổ chức học sinh cách mạng của Việt Nam Quốc Dân Đảng và được nhóm trẻ của Tuấn coi như người anh cả. Mịch bị bắt và nhờ bị bệnh ho lao nên được nằm nhà thương Phủ Doãn và không bị tra tấn nhiều. Vả lại anh có rất nhiều can đảm, không hề tiết lộ một bí mật nào của đảng. Đó là một điều may mắn cho nhóm học sinh cách mạng, không có một người nào bị tình nghi và mật thám không biết một tí gì về tổ chức học sinh của đảng. Tuấn và hai người bạn thân tín nhất rủ nhau đi Yên Bái ngày 15 tháng 6, hai ngày trước hôm Nguyễn Thái Học và 12 vị liệt sĩ Quốc Dân Đảng lên đoạn đầu đài. Để tránh mọi sự nghi ngờ, ba chàng thanh niên đi bằng xe đò chứ không đi xe lửa. Đến Yên Bái đã gần khuya, Tuấn và hai người bạn lặng lẽ đi đến nhà một cô bạn gái, con một công chức làm tham tá ở Phủ Thống Sứ Bắc Kỳ ở gần chợ. Đến đây, công việc đầu tiên của tụi trò Tuấn là nghe ngóng dư luận. Mặc dầu nhà cầm quyền giấu kín, dân chúng tại tỉnh lỵ Yên Bái cũng đã thì thầm với nhau rằng những người Quốc Dân Đảng sẽ bị hành hình lúc 6 giờ sáng hôm sau. Nhưng số người tử tội thì không ai biết rõ. Kẻ bảo là 12 người, kẻ bảo là 15 người. Có kẻ làm ra vẻ thông thạo quả quyết chỉ có 9 người tòng phạm mà thôi. Còn hai người chủ mưu là Nguyễn Thái Học vật khí con thì đã bị chém trong nhà hỏa lò ở Hà Nội ngay sau phiên tòa. Toàn là những lời đồn đại trái ngược những tin tức, nhiều khi mâu thuẫn, mà ai loan truyền ra cũng đảm bảo tin của mình là chính thức và đúng hơn cả. Đêm này Tuấn và hai đứa bạn không ngủ được và không lúc nào thấy buồn ngủ. Ba cậu học sinh nằm trên bộ ván trùm trong một chiếc khăn bông. Họ nói thầm thì với nhau những điều ước đoán theo những câu chuyện nghe lỏm và những lời đồn đãi ngoài phố. Yên Bái đêm ấy có cảnh tượng như một thành phố chết. Những ngọn đèn điện thưa thớt và lờ mờ đổ xuống đường, những dũng ánh sáng leo lét hoang du. Không một bóng người qua lại, không có giới nghiêm, không thiết quân lực. Nhưng dân chúng lặng lẽ ở nhà, không dám ra đường. Mới 8 giờ tối, hầu hết các nhà và các tiệm buôn lớn của Hoa Kiều đều đóng cửa kín mít. 5-3 nhà hàng lớn của Hoa Kiều cũng để cửa hé mở. 4 giờ sáng, trời còn mù mịt, thành phố Yên Bái như tê lạnh dưới một dòm sương dày đặc, trắng lều bèo. Ba cậu học sinh khẽ mở cửa ra đi, cố tình đi sớm một giờ để xem tận mắt tất cả những gì xảy ra trước giờ hành quyết. Tất cả cảnh tượng bi đát và oai hùng mà Tuấn và hai người bạn sẽ được chứng kiến trong một tiếng đồng hồ. Không được lại gần chỗ chiếc máy chém đứng lù lù bí mật nghênh ngang giữa khu đất trống, Tuấn dòm đăm đăm cái vật ghê tởm màu xám sẫm phủ lên một lớp sương đêm, làm tăng thêm màu láng bóng hải hùng ghê rợn. 5:20, một toán lính khố xanh do một viên giám binh Pháp dẫn đầu và lính khố đỏ dưới quyền chỉ huy của một trung úy Pháp
lần lượt kéo đến, xếp hàng một bao dây pháp trường. Công chúng hiếu kỳ kéo đến xem đông độ 100 người bị đuổi ra xa. Nhiều người chạy đi tìm chỗ đứng xem cho rõ. Tuấn và hai người bạn cũng bị lính đuổi đi. Nhưng rồi cả ba cậu học trò vẫn tìm được một chỗ tạm nấp trong bóng tối. Nhưng ở đây được trông thấy tường tận. Sau này có vài quyển sách và bài báo chép rằng chị Nguyễn Thị Giang, người vợ đồng chí của Nguyễn Thái Học, có đứng trong đám đông người để nhìn thấy mặt của đảng trưởng một lần cuối cùng. Nhưng Tuấn quả quyết rằng chị Nguyễn Thị Giang không có đứng trong đám đông người. Buổi sáng tinh sương mà nhà chí sĩ trẻ tuổi vĩnh biệt cuộc đời để bước vào lịch sử, người ta không thấy chị Giang đâu cả. Sự thật chị đã cải trang thành một người đàn ông và đứng nép bên một gốc cây. Chỉ 10 phút thôi, từ lúc chiếc xe sơn đen của nhà lao Yên Bái đưa anh Nguyễn Thái Học ra pháp trường cho đến lúc anh không còn nữa. Hết tập 18. Còn tiếp.